ngày hôm nay 8 người chơi của chúng ta rất là xuất sắc trong vai trò của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Kết quả sẽ được biết ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ cùng với tất cả quý vị khán giả và 8 người chơi ngày hôm nay đi tìm người giữ thẻ đùa trong bầu trời đêm. Xin mời. Ánh sáng dừng lại ở vị trí của người nào? Đó chính là người được sự bình chọn nhiều nhất trong ngày hôm nay. Hiện nay đang có 2 người nhận được sự bình chọn nhiều nhất. Chúng ta chỉ lật mở thẻ phân vai của người nhận được sự bình chọn nhiều nhất mà thôi. Người đó chính là 3 2 1. Dừng đèn. Huỳnh Quý, đây chính là số đông bình chọn mà thôi. Tại sao Dương Thanh Vàng lại như vậy? Chị Gia Linh là người đùa. Mọi người sai rồi. Vàng ơi, đừng có đùa nữa, chương trình kết thúc rồi. Quý vị và các bạn thân mến, 2 người được bình chọn nhiều nhất ngày hôm nay đó chính là Huỳnh Quý và Gia Linh. Nhưng Quốc Hải đã bình chọn 2 phiếu cho Huỳnh Quý, cho nên thay đổi cục diện và chúng ta không lật thẻ của Gia Linh nữa mà chỉ lật thẻ của Huỳnh Quý mà thôi. Không lật thẻ của ai nữa cả nhá, trừ Huỳnh Quý, bởi vì Huỳnh Quý là người giữ thẻ đùa hay thẻ thật hay thẻ quấy rối. Ngay bây giờ xin mời Huỳnh Quý. Thực sự là em thắc mắc là em không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ em là người đùa. Vì sao? Tại vì mặt em rất là thật. Trời ơi, em đâu có đùa đâu, em đâu có đùa đâu mà sao mọi người lại chọn em? Ôi, chọn đi, chọn đi. Chọn đi hả? Trời ơi. Vậy thì hãy chia sẻ lên với tất cả chúng tôi kết quả bạn đang cầm trong tay thẻ. Huỳnh Quý là người đùa, chúc mừng cho những người bình chọn cho Huỳnh Quý ngày hôm nay. Tôi nói mà Huỳnh Quý ba mưu, tôi nói Huỳnh Quý ba mưu. Vâng, bình tĩnh. Thứ nhất là tôi muốn hỏi cảm xúc của Trà Ngọc, tại sao bạn lại như vậy? Em nói rồi, từ đầu em chơi game nào cũng thua mà. Rồi em nói rồi. Là em bình chọn cho Gia Linh. Em bình chọn chị Linh mà tới giờ phút này em vẫn tin chị Linh là người đùa. Vậy thì bây giờ nè, chúng ta sẽ đi tìm người giữ thẻ quấy rối là ai. Đầu tiên Dương Thanh Vàng trước đi. Và đó chính là Logo. Dĩ nhiên là thật rồi. Là thật. Vậy thì con hồi Gia nãy Linh. Em nói rồi, em nói là em không có xạo với con em được. Thật ra là em đang giữ nãy. Cảm ơn bạn đã rất thật ngày hôm nay. Vậy thì tôi hỏi Dương Thanh Vàng, tại sao bạn lại có cái chiến thuật là lèo lái mọi người đi theo cái suy nghĩ của bạn đó như vậy? Thật ra thì đến với chương trình này thật như đùa. Người nắm giữ thẻ đùa có thể đùa để nhận giải thưởng. Còn em đùa như thật. Em làm sao để tất cả mọi người tin và tình nghi em hoặc là chị Gia Linh. Và có người đã tin là Trà Ngọc, chị làm thành công rồi. Dạ ha, chúc mừng bạn ngày hôm nay. Thật sự em là em biết hết kết quả. Dạ, nhưng em biết Huỳnh Quý là đùa và chị Linh là dấu chấm hỏi. Em biết ngay từ đầu chương trình, vừa mới nhìn nét mặt là em biết liền. Nhưng em bình chọn cho chị Linh. Mọi người phải biết cái động cơ. Ở đây, một mình chị Linh có gia đình. Em muốn cho chị thắng, chị có tiền, chị đầu tư cho lớp trẻ là con của chị. Sao mọi người không nghĩ như vậy? Khánh, bây giờ em nói gì cũng là rất quớ hết trơn á, ngụy biện hết á. Giờ cuộc chơi đã rõ ràng rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ móc nói lại hết tất cả mọi dữ kiện ha. Đầu tiên 6 cái tên là ai? 6 cái tên là ai ạ? Tú Quý Linh Giang. Vàng. Khánh. Không có Khánh. Ngọc. Em. Trà Ngọc. Tú, Quý, Linh, Vàng. Còn người nữa? Khánh chứ, tại nãy loại trực với loại Vàng, Ngọc, Khánh, Quý, Tú, Linh. Vàng, Ngọc, Khánh, Quý, Tú, Linh. Rồi sau đó chúng ta loại 2 người, còn 4 người là ai ạ? 4 người là Vàng, Quý, Khánh và Linh. Vàng, Quý, Khánh và Linh. Và gợi ý cuối cùng. 1991, 1987, 1993. 1991 năm sinh của ai ạ? 1991 của Vàng. 91 là Huỳnh Quý. 91. Không. Em chín mấy?
93. 93. 93. 93. Linh là 87. 87. Coi như lại còn 3 người này thôi đúng không ạ? Và cuối cùng thì chúng ta đã tổng hết lại những cái thông tin đó, tổng hợp hết lại những cái thông tin đó và tìm ra được người giữ thẻ phân bay là đùa. Chúc mừng những ai đã bình chọn chính xác ngày hôm nay với giá trị là 20 triệu đồng dành cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn về vị trí phía giữa được không ạ? Để chúng ta nhận kỷ niệm chương đến từ chương trình. Chúc mừng em. Chúc mừng Khải. Rồi, đây, Gia Linh mình chọn chính xác. Em bỏ bỏ qua đây. Em có được, em được. Cái nữa, cái nữa. Vàng không phải. Excuse me. Ủa, không phải hả? Em mình chọn cho ai? Linh hả? Em mình chọn cho Linh. Rồi, bảy rồi, ừ, bên đây. Ủa, tại sao tôi đăng qua, tôi cầm cái cúp rồi đó. Bồng trang hóa tay. Xin được cảm ơn 8 người chơi ngày hôm nay đã rất là tuyệt vời trong đường như thật. Khánh ơi, bắt tay anh cái nào lại em, thua em, nhá. Em mong là chương trình sẽ mời em số 3 nha mọi người nha. Vậy hả? Em thôi, hứa sẽ chơi tốt hơn. Dạ, nhất có tam đúng không mọi người? Dạ, ngày hôm nay thì xin được cảm ơn 8 người chơi và chúc cho tất cả mọi người sẽ có được thật là nhiều những sức khỏe, những niềm vui trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều là đùa thôi. Nhưng mà tình cảm của chúng tôi là thật. Đừng quên đồng hành cùng với tất cả chúng tôi trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Đó chính là 19:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Bình Minh Media thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Được giới thiệu sự xuất hiện của ca sĩ Nguyễn Hải Yến và Basso. Lưu Hà Trình cùng với rapper Mr. T. Anh mất em rồi. Hồ Bích Trân và Bảo Tuân, xin mời. Xin được giới thiệu Chí Nguyễn Quỳnh Châu và Đại Nhân. Thì tao hát một câu nghe chơi được không mọi người? Hát câu á. Không biết hát thì đọc rap được không? Được hả? Đám cưới em xin hát một bài á. Từ bên cạnh hai sân thắng á. Tặng cho cô dâu chú rể. Đem động phòng quay cho nó hát.